Xin chào các bạn, mình là Đỏ đây. Ngày hôm nay mình đang đứng ở trong phòng tắm. Mấy bạn thấy phòng tắm của mình đẹp không? Chỗ này mình thích lắm đó. Chỗ này ngày nào mình cũng vô đánh răng nè, tắm nè. Một ngày mình đánh răng 3 lần và tắm 2 lần cho sạch sẽ. Mấy bạn nhớ như mình nha. Các bạn ơi, còn bây giờ thì các bạn cùng với mình dọn dẹp phòng tắm nha. Mình bắt đầu thôi. Bây giờ căn phòng tắm của Đỏ trống trơn à, không có cái gì hết á. Mấy bạn giúp Đỏ sắp xếp đồ vô nha. Đầu tiên là Đỏ phải đánh răng. Bây giờ mấy bạn lấy mấy cái bộ đồ đánh răng vô để cho Đỏ đánh răng nha. Để đánh răng, đầu tiên là mình phải có bàn chải đánh răng nè. Mấy bạn thấy không? Đây là bàn chải đánh răng nhỏ xíu của Đỏ. Đỏ có tới 2 cái lận á. Bây giờ Đỏ sẽ cắm bàn chải đánh răng vô trong cái ly này nha. Đó, bàn chải đánh răng để trên cái kệ này. Còn ở đây á, là cái chai nước rửa tay nè. À, còn thiếu kem đánh răng nữa. Đây, kem đánh răng đây. Nhớ nha, đánh răng là phải có kem đánh răng nữa nha. Với lại cái gì ta? Với lại một cái ly súc miệng nữa. Lúc mà mình súc miệng á thì mình thường lấy cái ly nè, mình hứng nước vô mình súc ha. Rồi bây giờ là bộ đánh răng của Đỏ đã có đủ rồi đó. Bây giờ Đỏ để cái này vô trong góc nha. Đánh răng thì mình cần phải có gương. Ta da, đây là cái gương nè mấy bạn. Mỗi lần đánh răng thì Đỏ sẽ nhìn vô cái gương này để đánh răng nè, để thấy răng mình dơ chỗ nào còn đánh răng nữa nè. Còn cái này á là cái chỗ mà để mình dặn nước ra đó, mình hứng vô ly để mà mình súc miệng đó mấy bạn. Còn cái này là hai chai rửa tay nè. Rồi bây giờ mình sẽ để cái bồn nước với lại cái gương này gần chỗ cái bể đánh răng nha. Mấy bạn ơi, sau khi đánh răng xong á thì mình sẽ đi vệ sinh. Bây giờ mấy bạn giúp mình bỏ những dụng cụ vệ sinh vô trong nhà tắm nha. Đây, mấy bạn biết đây là cái gì không? Đây là bồn cầu đó. Bồn cầu này á, mình mở cái phần này lên được luôn nè. À, đây là bồn cầu mình thường hay đi vệ sinh đó mấy bạn. Mình đóng lại ha, để mà mình ngồi lên đây cho vừa. Lúc mà mình đi vệ sinh xong thì mình đóng nắp lại luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt bồn cầu trong góc nha. Mà đi vệ sinh xong rồi thì phải làm một việc rất là quan trọng, đó là rửa tay. Đây là cái bồn rửa tay sau khi đi vệ sinh của mình nè. Mấy bạn nhìn nè, mình sẽ bỏ tay vô đây nha. Rồi vặn vòi nha, để nước chảy để mình rửa tay cho sạch sẽ nha. Sau đó mình sẽ lau tay vô cái khăn này cho khô tay nha. Còn đây là cái cuộn giấy vệ sinh nè. Đó, mấy bạn biết xài cuộn giấy này chưa? Sau khi đi vệ sinh xong thì mình phải nhớ dùng giấy vệ sinh để vệ sinh cho sạch nha. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái bồn mà rửa tay ở kế bên cái bồn cầu nha. Bây giờ sau khi mà đi vệ sinh xong thì Đỏ muốn đi tắm. Bây giờ đi tắm thì mình cần phải có một cái bồn tắm nè. Mấy bạn nhìn nè, đây là cái bồn tắm rất quen thuộc ha. Lát nữa Đỏ sẽ nằm trong bồn tắm để tắm luôn á. Rồi nhưng mà bồn tắm chưa đủ đâu. Chúng ta còn cần phải có một cái vòi sen. Đây là một cái vòi sen của Đỏ mấy bạn thấy không? Cái vòi sen này chắc là bạn nào cũng biết. Đây là cái đồ để mình xịt rút tắm nè. Đó, nước sẽ chảy ra từ cái vòi sen này nha. Còn ở đây có hai nút nè. Một nút là nước nóng, còn một nút là nước lạnh nha. Mình sẽ vặn những cái nút này để mà điều chỉnh nóng lạnh nha. Còn ở đây cũng là một cái vòi để mình rửa chân nè. Bây giờ Đỏ sẽ để ở đây, để bồn tắm ở đây. Mà đi tắm là quan trọng nhất là chúng ta phải có xà bông nha mấy bạn. Ở đây mình có một cái hũ dầu gội đầu nè. Còn cái này là để dầu xả nè. Đó. Ở đây thì Đỏ có một cục xà bông nè mấy bạn thấy không? Cục xà bông nhỏ xíu à. Để đây nha. Còn cái này á là sữa tắm nè. Rồi, còn cái này cũng là đồ xịt người nè. Bây giờ tất cả những xà bông và sữa tắm mình sẽ để trên cái kệ này nha mấy bạn. Để lên kệ cho gọn nha. Để lên nè. Đỏ thích mấy cái chai sữa tắm với lại xà bông này lắm á. Tại vì nó thơm ơi là thơm luôn. Bỏ lên xong rồi thì bây giờ mình bỏ ra phía sau cho gọn nha. Rồi, vậy là đã có một kệ đựng xà bông rồi. Mà cũng còn thiếu một thứ đó mấy bạn. Đó là mấy cái đồ chà người. Mình phải có mấy cái đồ chà người trong lúc tắm thì tắm mới sạch nha. Ở đây Đỏ có đồ chà người màu vàng nè, một cái đồ chà người màu xanh nè, và một cái đồ chà người màu vàng nữa. Đó. Còn ở đây là cái kệ để đựng mấy cái đồ chà người nè. Mình sắp mấy cái đồ chà người vô đây. Rồi, vậy là xong một chỗ để tắm rồi đó mấy bạn. Nhưng mà chưa đủ đâu.
Đó, còn một cái này nữa hay lắm nè, mấy bạn biết cái này là gì không? Cái này là cái đồ để mình móc quần áo đó. Lúc mà mình đi tắm á thì mình phải cởi quần áo ra và mắc lên cái đồ mắc này nha. Đây, đồ mắc này đỏ để ở bên ngoài này. Rồi, vậy là mình đã xong một bộ bồn tắm rồi. À, còn một cái này nữa. Cái này là cái gương nè mấy bạn. Đỏ là rất là thích soi gương nha. Cho nên là trước khi tắm đỏ cũng soi gương, mà sau khi tắm đỏ cũng soi gương luôn. Luôn luôn phải có một cái gương trong nhà tắm cho đỏ nha. À, mà cũng còn có một cái này rất là quan trọng nè. Mấy bạn biết là gì không? Đó là tấm rèm. Tấm rèm này mình có thể kéo ra nè, kéo vô nè. Tấm rèm này á là đỏ dùng để ngăn cách giữa nhà tắm với lại cái khu vực đánh răng nha. Mình để đây nè. Để làm chi mấy bạn biết không? Để đỏ có thể vừa tắm mà em xanh, em vàng và em út chì có thể vừa đánh răng ở bên ngoài này đó. Hay không? Mấy bạn ơi, vậy là mình đã sắp xếp nhà tắm xong rồi đó. Có chỗ đánh răng nè, chỗ đi vệ sinh nè và chỗ tắm nè. Bây giờ thì mình bắt đầu đánh răng nha. Mấy bạn nhớ làm như đỏ nha. Một ngày đánh răng 3 lần hoặc ít nhất là 2 lần nha. Như vậy răng mình mới sạch sẽ, không có bị sâu răng nha mấy bạn. Đó, đây là cái bàn chải của đỏ nha. Đỏ cầm nha. Đây, đưa bàn chải cho đỏ cầm nè. Bây giờ đỏ có một cái tuyết kem đánh răng. Mình sẽ bỏ kem đánh răng lên bàn chải nè. Bỏ ít thôi nha, bỏ nhiều là cay lắm á. Rồi, sau đó mình sẽ lấy cái ca của mình. Đây là cái ca nè mấy bạn. Rồi mình sẽ hứng nước ở đây nha. Đỏ sẽ vừa vặn nước nóng, vừa vặn nước lạnh luôn. Vậy là mình sẽ có một dòng nước ấm ấm chảy ra nha. Rồi, vặn nước xong rồi, đầy nước, đầy ly rồi. Rồi, đỏ cẩn thận nha. Để đây nè, bây giờ đỏ sẽ súc miệng nè. Súc miệng nè. Rồi, nhả vô cái bồn này nha đỏ. Nhả vô. Rồi, sau đó mình sẽ nhúng cái bàn chải đánh răng vô cái ly này. Để cho cái bàn chải ướt cho dễ đánh nha. Nhúng vô. Rồi, bây giờ thì mình bắt đầu đánh răng nha. Mấy bạn nhớ nè, đánh răng đó là mình phải đánh dọc nha. Đánh từ trên xuống giống vậy nè. Không có được đánh ngang nha. Đánh ngang vậy là hư răng đó. Mình đánh từ trên xuống nè. Sau đó mình đánh vô trong sâu trong răng luôn nè. Cho nó sạch nha mấy bạn. Nhớ là làm như đỏ nha. Mấy bạn nhớ nha, phải đánh kỹ thì răng mới sạch được nha. Rồi, vậy là mình đánh xong rồi. Bây giờ mình làm gì ta? Bây giờ mình súc miệng. Đầu tiên á là mình nhổ cái bọt ở trong miệng ra. Nhổ ra nè. Sau đó mình lấy ly mình súc miệng nè. Súc miệng nè. Nhổ ra nè. Súc cho đến khi sạch, cho đến khi cái miệng mình sạch ơi là sạch luôn nha. Súc miệng nè. Rồi nhổ nè. Rồi, vậy là bây giờ miệng đỏ đã sạch rồi đó mấy bạn. Vậy là mình đánh răng xong rồi. À, nhưng mà mình còn phải làm một cái việc này nữa. Đó là mình phải rửa cái bàn chải cho sạch nha. Bây giờ đỏ sẽ dặn nước ra. Dặn nước từ dòi ra nè. Sau đó thì mình đưa cái bàn chải vô. Mình đưa cái bàn chải vô để mình rửa bàn chải cho sạch nè. Rồi, bàn chải sạch rồi. À, nhớ đậy nước lại nữa. Đậy nước lại. Rồi sau đó mình cắm cái bàn chải này lại vị trí cũ nha mấy bạn. Đây, đã sẽ cắm vô đây nha. Vậy là mình đã đánh răng xong rồi đó. Mấy bạn thấy có dễ không nè? Dễ ợt luôn á nha. Yeah, vậy là mình đã đánh răng xong rồi. Bây giờ mình phải làm một việc rất là quan trọng. Đó là đi vệ sinh đó. Bây giờ đó sẽ đi vệ sinh. Nhưng mà mấy bạn đừng có nhìn đỏ nha. Đầu tiên á, đi vệ sinh á là mình phải có cái bồn cầu nè, thấy không? Mình mở nắp ra nè. Rồi, sau đó là mình sẽ đi vệ sinh trong cái bồn cầu này. Đỏ đang đi vệ sinh. Rồi, đi vệ sinh xong rồi. Bây giờ mình sẽ gạt nước. Gạt nước. Gạt nước để dội cho sạch nha. Rồi mình đóng nắp này lại nè. Rồi, vậy là đỏ đã đi vệ sinh xong rồi. Bây giờ đỏ phải làm một việc này rất là quan trọng nha. Đó là đỏ phải rửa tay. Đi vệ sinh xong mấy bạn nhớ rửa tay cho sạch sẽ nha. Rửa tay thì mình cần có xà bông nè. Ở đây đỏ có xà bông nè mấy bạn. Đó, mình dùng xà bông để rửa tay nha.
chét xà bông lên tay nha đó. Rồi sau đó xoa hai tay lại với nhau nè. Rồi sau đó thì mình vặn vòi nước ra để nước chảy ra để mình rửa tay cho sạch xà bông nha. Đó, đang rửa tay nè. Rồi xong rồi, mình đóng vòi nước lại nha. Rồi vậy là tay đã sạch sẽ rồi. Nhưng mà bây giờ tay đã ướt nhẹp à. Bây giờ Đỏ phải lấy một cái khăn để chùi tay cho sạch nè. Đó, chùi tay cho sạch nha. Rồi bây giờ tay Đỏ đã vừa sạch vừa khô rồi đó mấy bạn. Bây giờ mình đi ra thôi. À, mà quên, mấy bạn có thấy gì đây không? Đây, đây là cuộn giấy vệ sinh đó. Mấy bạn cũng nhớ dùng giấy vệ sinh sau khi đi vệ sinh xong nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết Đỏ đang đứng ở đâu không? Bây giờ Đỏ đã đánh răng xong rồi, đi vệ sinh cũng xong rồi. Bây giờ là tới phần Đỏ thích nhất nha, đó là đi tắm đó. Bây giờ mình cùng tắm nha. Đầu tiên á, là mình phải xả nước vô trong bồn nè. Đây, mình phải xả nước cho đầy bồn nha, để mình mới nhảy vô mình tắm được. Mấy bạn nhớ nha, vừa phải xả nước nóng, vừa phải xả nước lạnh nữa. Vậy là thành nước ấm nha. Mà để đi tắm á, thì Đỏ có một tấm rèm nè mấy bạn, để ngăn lại nè, để khỏi cho ai thấy mình đang tắm nha. Nước đầy chưa ta? À, nước đầy rồi mấy bạn. Bây giờ Đỏ sẽ nhảy vô cái bồn này nha. Wow, thích quá à. Vô bồn tắm nè. Rồi. Wow, mát quá. Wow. Bây giờ để tắm cho sạch sẽ thì mình cần phải có xà bông nè. Bây giờ mình sẽ đổ xà bông vô trong bồn nha. Đổ xà bông vô trong bồn nè. Đổ thêm xà bông này vô nữa luôn. Rồi, Đỏ thích nhất là ngâm mình trong bồn tắm đó mấy bạn. Nước vừa ấm vừa mát, xà bông vừa thơm nữa. Bây giờ mình cần phải kỳ cọ người cho sạch sẽ nè. Đỏ có một cái bàn chải để kỳ người nè. Kỳ người nha. Kỳ người cho sạch sẽ nè. Mình kỳ lưng nè. Mình kỳ tay nè. Mình kỳ tay nè. Mình kỳ chân nè. Đỏ thích nhất là vừa tắm vừa hát đó. La 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 la. Kỳ xong rồi bây giờ mình cất cái đồ kỳ này đi. Bây giờ Đỏ sẽ, sau khi mà ngâm bồn xong rồi á, thì Đỏ sẽ dùng vòi hoa sen để tắm nha mấy bạn. Đây, ở đây Đỏ có một cái vòi hoa sen nè, mấy bạn thấy không? Cái vòi hoa sen này nó có một cái ống dây để mà mình có thể di chuyển được, để mà mình xịt nước khắp người luôn. Xịt lên đầu nè, xịt vô người nè, xịt xuống chân nè. Wow, mát quá. Xịt nước xong rồi, bây giờ là sạch sẽ rồi đó mấy bạn. Bây giờ Đỏ bỏ cái vòi hoa sen này lên đây nha. Yeah, vậy là Đỏ đã tắm xong rồi, rất là sạch sẽ và thơm tho nha. Bây giờ thì Đỏ sẽ lau người, bởi vì người Đỏ còn ướt nhẹp à, phải lau cho khô nè. Đỏ giơ tay lên để lau người nha. Mình dùng một chiếc khăn nè, mình quấn quanh người để khăn hút hết nước nha. Rồi, lau người đã quá à. Rồi, Đỏ nhớ lau người cho sạch nha. Xong rồi đó mấy bạn, bây giờ Đỏ sẽ đi ra ngoài nha. Lau người xong rồi, bây giờ mình sẽ xịt nước hoa vô người cho thơm nè. Đây, đây là cái bình nước hoa của Đỏ nè. Xịt xịt xịt, xịt xịt xịt. Wow, thơm quá à. Rồi, xong rồi đó mấy bạn, bây giờ tắm rửa xong rồi, đánh răng xong rồi, đi vệ sinh xong rồi. Bây giờ Đỏ lại buồn ngủ rồi. Đã phải đi ngủ đây. Tạm biệt mấy bạn nha. Mấy bạn ơi, cảm ơn mấy bạn hôm nay đã theo dõi chương trình cùng Đỏ nha. Bây giờ Đỏ sẽ đi ngủ. Nhưng mà mấy bạn nhớ đón coi tập tiếp theo nha, để tham quan khám phá phòng Đỏ nè. Ủa, xanh sao em ở đây vậy? Anh Đỏ ơi, anh làm gì lâu quá à. Em đứng ở ngoài đợi nãy giờ mà chưa xong nữa nên em vô luôn. Trời ơi, người ta đang ở trong nhà tắm, em không nên vô như vậy nha. Hả? À, ai biết đâu. Thôi, bây giờ em đi đánh răng, rồi đi vệ sinh, rồi đi tắm nha. Ok, còn anh đi về phòng nha. Mình nói xạo anh Đỏ vậy thôi, chứ mình ghét đánh răng và ghét tắm lắm. Mình sẽ quậy tung cái nhà tắm của anh Đỏ luôn.